Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe được Yên Nhiên trả lời, trong lòng Phương Tranh như nghe được tiên nhạc vô cùng vui vẻ, Hắn sốt ruột cởi hết quần áo trần như nhộng, kéo chăn mỏng che thân thể. Trong lòng dị thường kích động, kiếp trước làm sử nam hết 20 năm, hôm nay rốt cục sẽ được thử nghiệm rồi. Nhẹ nhàng nâng lên một góc chăn, tiểu huynh đệ đã cứng lên vững chãi chuẩn bị sung trận. Phương tranh nhìn nó thổi nhẹ một hơi. Đừng nóng vội, đợi chút nữa, sẽ cho người ăn no. <laughs> yên nhiên dây dưa suốt nở canh giờ mới bước vào, Phương Tranh nằm trên giường, con mắt chớp chớp nhìn nàng. Yên nhiên tuy ngượng ngùng vạn phần, lúc này cũng nhịn không được, có chút buồn cười. Sốc chăn lên, yên nhiên chuẩn bị giúp Phương Tranh lau người, trở thấy bên dưới hắn là một thân thể cường tráng, trắng bóng. Bên dưới còn có một quái vật đang hướng nàng dương nanh búa vút, bộ dáng dữ tợn. Yên nhiên chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nhất thời hoảng hốt la lên. Nha! Phương Tranh lấy tay kéo chăn đắp lại cười sượng cái <laughs> gì không phải là lau người sao cởi y phục mới lau được chứ đúng không yên nhiên cúi đầu không nói hoàn toàn biểu hiện ra tư thái xấu hổ của thiếu nữ phương tranh thấy thế trong lòng vô cùng yêu thương chụp lấy mảnh khăn trên tay nàng lau cái vài cái trên người cấp thiết à, yên nhiên nhanh một chút trong lòng yên nhiên lúc này giống như trăm ngàn con nai chạy loạn Lúc trước còn ở thuyền hoa có nghe ma ma nói qua, nữ nhân phá thân cực kỳ đau đớn, nhưng sau khi đau đớn đi sẽ có một phen tư vị tuyệt vời. Mặc dù yên nhiên xuất thân thanh lâu nhưng lại còn là tấm thân xử nữ, hôm nay thân thể trinh tiết của một thiếu nữ lại phải hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mặt một nam nhân, bảo nàng làm sao không xấu hổ. Này, yên nhiên, đừng sợ, thiếu gia sẽ đối xử tốt với người. Lúc này biểu hiện của Phương Tranh giống như một quái thúc thúc đang dụ dỗ một tiểu cô nương đi xem cá vàng. Trong lòng yên nhiên vô cùng xấu hổ, nghe vậy là đứng dậy thổi tắt ngọn nến đỏ trong phòng. Bên trong phòng nhất thời biến thành một mảnh tối đen. Ê, ai dạ, sao lại thổi tắt nến làm chi, nến nó sáng không được hả? Không được. Trong giọng nói của yên nhiên hiện ra vẻ kiên quyết hiếm có. Trong bóng tối từng trần thanh âm tất cả truyền tới một đôi cánh tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lên cổ Phương Tranh. Phương Tranh còn chưa kịp phản ứng, một cỗ thân thể trơn tuột giống như một con rắn nước quấn quýt cuốn lấy hắn. Thiếu ra, ngài phải nhẹ nhàng với thiếp, nghe nói rất đau đó. Thanh âm của Yên Nhiên mang theo vài phần run rẩy. Yên tâm, ta cũng là lần đầu tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. <laughs> Phương Tranh nhẹ nhàng nói. Dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp của Yên Nhiên nhẹ nhàng nhắm lại, Đôi môi, đôi mi dài không ngừng run run. Yên yên, hối hận không? Yên yên không nói lắc đầu. Phương tranh cười xấu xa. <cười> Ngối hận cũng không còn kịp. Đêm nay bổn thiếu gia ta phải ăn nàng. À, sai rồi, là nàng ăn ta. À, dạ. Thế nào lại đánh người đây? Bóng trăng lặng lẽ trốn vào trong mây. Tựa hồ nó cũng xấu hổ khi nhìn thấy một màn mê người này. Theo một tiếng than nhẹ của yên nhiên, từ nay về sau điền phá kén chui ra, hóa thành con bướm xinh đẹp cao quý mà mỹ lệ, lưu đuyến bên cạnh cành hoa, nhẹ nhàng bay múa. Tình cảnh này chính là bị phiền hồng lãng, linh tê nhất điểm thấu tô hung, trướng vãn nhân câu, mỹ lưỡng loan thúy ngọc kiềm. Ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng lặng lẽ bò lên chiếc giường tràn đầy xuân ý giạt dào đêm qua. Yên nhiên dần mở đôi mắt mênh mông, quay sang nhìn thấy phương tranh còn đang ngủ say mà một tay của hắn cũng không quy củ đặt lên bộ ngực sữa của nàng yên nhiên nhất thời đỏ bừng mặt nhẹ nhàng thở ra một hơi lại nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên săn sóc đắp lại tấm chăn cho hắn cẩn thận ngồi dậy mặc xong quần áo vừa bước xuống giường thì thân giới truyền đến một trận đau đớn tối hôm qua quá mức điên cuồng hai người cùng phá thân trong một ngày nhưng không biết cách tiết chế cứ liên tục một lần lại một lần hôm nay rốt cục đã bị nếm phải vị đắng yên nhiên hung hăng trừng mắt nhìn phương tranh là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này mở cửa phòng gọi cúc nhi tiến đến hầu hạ nàng trang điểm cúc nhi bưng bưng nước vào cửa ánh mắt quan sát phương đại thiếu gia đang ngủ ngon lành trên giường che miệng cười khẽ tiến sát đến bên tai yên nhiên nói nhỏ chúc mừng tiểu thư à sai rồi phải gọi là chúc mừng phu nhân chúc mừng phu nhân sau này tâm trạng phu nhân sẽ không còn lẻ loi nữa <laughs> Yên nhiên nhẹ nhàng véo Cúc Nhi một cái e thẹn nói. Nói gì đó, mau đưa nước tới cho thiếu ra. Sau khi rửa mặt xong, Yên nhiên ngồi trước bàn trang điểm bình tĩnh nhìn hình ảnh mình nơi gương đồng. Chỉ thấy trong gương, gương mặt nàng sáng rỡ, phong thái mê người, đôi mắt đẹp tát ra phong tư của một nữ nhân thành thục. Gương mặt nhây ngô trước đây hôm nay giống như là một quả mận đào chín, làm kẻ khác sản sinh ra một loại dục vọng muốn nhắt lấy. Nghĩ tới đây, Yên Nhiên thẹn đỏ mặt nhìn Phương Tranh đang nằm trên giường. Tối hôm qua nàng cũng không phải là một quả mật đào đó sao? Lại để cho oan gia kia khinh bạc ngắt lấy. Nhưng còn ngắt lấy thật nhiều lần. Lúc này Cục Nhi tiến đến lặng lẽ nói. Tiểu thư, à phu nhân, có muốn đánh thức thiếu gia hay không? Yên Nhiên nhìn thấy Phương Tranh vẫn còn đang ngủ say lắc đầu. Ngươi lui ra đi, đợi lát nữa ta đến đánh thức ngài theo thói quen nàng cầm lấy châm ngọc trên bàn trang điểm suy nghĩ một chút yên nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười lần đầu tiên trong cuộc đời nàng kết mái tóc thành một búi lại dùng châm cài ngắt lên búi tóc sau khi trang điểm xong hiện ra một vị nữ nhân đã có chồng nhanh chóng xuất hiện trong gương đồng nhìn trái nhìn phải một chút yên nhiên thỏa mãn gật đầu đang định đánh thức phương tranh chợt nghe thấy phiến sau truyền đến một thanh âm trầm thấp vân tấn hoa khang kim bộ điêu phù dung trướng noãn độ xuân tiêu yên nhiên vốn đã là nhà giai nhân tuyệt sắc sau khi thay đổi trang phục càng xinh đẹp không gì sánh nổi yên nhiên quay đầu lại nhìn thấy mị nhãn như tơ về phương tranh phu quân ngài tỉnh rồi hả phu quân phương tranh nhất thời còn chưa thích ứng với cách sưng hô mới này yên nhiên đi tới trước mặt phương tranh bĩu môi nói chẳng lẽ không đúng sao tối qua ngày ừ, chúng ta đã như vậy không nên gọi là phu quân sao hả à, hẳn hẳn là sau này ta gọi nàng là nương tử hay là đa darling cái gì là darling hả à, ý tứ là thân đại bỏ đi à, gọi nàng là nương tử vậy à, phu quân thông thả thiếp thân hầu hạ ngài mặc quần áo thật chuyện miên a thật ngọt ngào quá nha phương tranh thỏa mãn thở dài một hơi đây mới chính là hình dạng nên có của một thiếu gia, làm đại quan triều đình, nào có thoải mái như được làm tân nang chứ. Càng làm cho người kích động chính là thiếu gia ta từ ngày hôm nay trở đi rốt cục đã ném chiếc mũ sử nam hai đời làm người. Hôm nay mới xem như tu thành chính quả, hạnh phúc quá nha, lệ nóng đoanh trọng. Vì sao phu quân thở dài? Chẳng lẽ do thiếp thân hầu hạ không được chu đáo? À không phải, trong lòng có chút phiền, thật không muốn làm quan chút nào. Cả ngày không có việc gì đi chỉnh sửa người khác, không có ý nghĩa. Ta vốn cũng không muốn làm quan, nhưng hoàng thượng cứ bắt ép ta làm. Châu không uống nước, cứ đẻ đầu. Thật không có chút phúc hậu. Phu quân là một người có bản lĩnh, triều đình lại kỳ vọng cao với ngài. Phu quân tử cố mà làm, nếu có một ngày thực sự không làm nổi quan trường, lại hướng hoàng thượng đệ đơn từ chức. Nói vậy, có lúc đó hoàng thượng sẽ không làm khó dễ ngài đâu. Ê, cũng là nương tử tốt nhất. Để cảm tạ nàng, vi phu dự định đêm nay lại không đi nữa. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu học vấn cấu tạo cơ thể người. Nha! Yên nhiên mắc cỡ đỏ mặt hung hăng véo phương tranh một cái. Vừa mới nói mấy câu, lại không nghiêm túc nữa. Buổi chiều, phương tranh quấn quýt trên người yên nhiên đòi dẫn nàng đi dạo trên đường phố. Hắn không hy vọng nữ nhân của mình suốt ngày giấu mình trong phòng, giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt yên nhiên rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng phương bá gia đi tuần cần phải phô trương đương nhiên là không tránh được tuy nói không tiện đi phương gia phủ gọi hộ viện nhưng bên này phủ cũng có hộ viện vì vậy phương bá gia mang theo yên nhiên thiên kiều bá mị phía sau đi theo một đám hán tử phương tranh vừa đi vừa quay đầu lại trong miệng lẩm bẩm ừ, nói ngay chỗ này cũng tốt vậy có gì mà không thuận tiện chứ. Nói xong ánh mắt gian tà, lăn lọc chuyển động, đánh giá những nữ khách hàng trong tiệm. Phương Tỷ quay đầu chừng hắn. Tên lưu manh như ngươi thì thuận tiện, nhưng những khách hàng thì phải làm sao bây giờ? Một đại nam nhân trong tiệm bảo người ta làm sao là dám mua gì chứ? Phương Tranh thầm nghĩ có gì mà ngại ngùng chứ? Kiếp trước không phải có không ít nữ tính độc quyền buôn bán nội y hay sao? Còn có nam nhân đi bán hàng, còn dũng cảm thảo luận về sai 35C hay 36D nữa. Cũng không nhìn thấy có nữ nhân nào ngại ngùng qua, nói đến rốt cuộc tư tưởng của nữ nhân tổ đại cùng thiếu giải phóng nhà. Hậu viện cũng không quá lớn, ven đường có mấy cây liễu rủ, ở giữa là một cái sân, bên trong còn có hai gian phòng, cũng chẳng có gì khác với nhà bình dân bá tánh. Phương Tranh quan phát một phen cười nói, Phương tỷ buôn bán lời nhiều bạc như vậy, sao không bỏ tiền tu sửa trong viện một chút, thật là quá keo kiệt đi. Phương tỷ cười mắng, đi, người cho là ai cũng giống như ngươi, từ nhỏ không lo ăn mặc, chúng ta còn phải làm việc. Phàm là người có được địa phương che mưa che nắng, có thức ăn bỏ đầy bụng, cũng đã rất thỏa mãn. Hơn nữa nơi này cũng không kém, tỷ tỷ hiện tại đều ngủ ở đây đó. Phương tranh cực kỳ kinh ngạc, ừ, tỷ ngủ ở đây sao, không tốt lắm đâu, lại là trưởng quỹ còn là một nữ tử, có phải không tiện hay không? Không tiện thì còn có biện pháp gì đây? Ta là đến kiếm bạc, không phải đến hưởng phúc, mỗi ngày nhìn bạc trắng thu vào trong lòng ta thật vui vẻ, ăn cơm cặn rau cải cũng đều tình nguyện. Đây rõ ràng là đời suy đoạn lệch lạc, bạc dùng để sai, vậy mà chỉ cần nhìn bạc trắng cũng nuốt được rau cải mà thôi, loại hành vi này đã nghiêm trọng làm nhạt đi mục đích để kiếm bạc. Phương Tranh dùng lời nói thấm thía Phương tỷ, tỷ phải chú ý thân thể. Thân thể là tiền vốn của sinh mạng. Cường độ công việc của tỷ lớn như vậy, mỗi ngày đều cố sức tổn hao đầu óc, cần phải mua nhiều đồ ăn tầm bổ. Khó trách ta thấy ngược tỷ lại lớn nhiều như vậy. Nhão nửa ngày thì ra dinh dưỡng không tốt, nên tạo thành hư thũng. Phương tỷ vốn nghe đến độ vô cùng cảm kích, thầm nghĩ tiểu tử này còn biết quan tâm người khác. Sau khi nghe xong nửa đoạn sau, Phương tỷ nhất thời tức giận đến mức mày điễu dựng thẳng đưa tay định nhéo lấy vỗ lỗ tai Phương Tranh. Phương Tranh cơ trí nhảy ngược ra sau cười nói. Chậm đã, chậm đã, làm cho trước mặt phu nhân của ta, động tác này quá bất nhã rồi. Phương Tỳ nhất thời giật mình, ngại ngùng thoáng nhìn qua yên nhiên, chỉ thấy gương mặt nàng đang mỉm cười, không hề có bất mãn, lúc này mới yên lòng. Phượng tỷ cười nói, yên nhiên cô nương, ta đã quen tỷ tiện không lớn nhỏ cùng tiểu tử này, ngươi đừng có trách móc, yên nhiên lắc đầu cười như thế nào đại danh của phượng tỷ yên nhiên đã nghe phu quân nhắc tới nói tỷ không kém tu mi quả nhiên đã dành một khẩu khí cho nữ tử chúng ta yên nhiên kinh phục còn thông hết nữa là phượng tỷ cười sưng không dám hai nữ tử chỉ nói chuyện vài câu điền đã kéo tới chuyện nhà phương tranh âm thầm kinh ngạc hữu nghị giữa những nữ nhân với nhau thành lập cũng thực là quá nhanh đo chứ nếu phượng tỷ cũng thân thiết một phen với ta thiếu gia ta không phải đã thỏa mãn rồi sao? Hai vị nữ tử đứng chung một chỗ giống như mẫu đơn U Lan, không ai thua ai. Trong lòng Phương Tranh cực kỳ vui vẻ, nếu như đem Phượng Tỷ thu về luôn, từ nay về sau sẽ cùng yên nhân hầu hạ mình cùng dần. Ai, thật nhĩ quá tốt đẹp rồi, làm cho kẻ khác quá động tâm. Thiếu gia ta phải nghĩ biện pháp gì để bắt trước Phượng Tỷ đây chứ, không biết có chỗ nào bán xuân dược hay không. Thiếu gia phải nghĩ biện pháp để bắt được Phượng Tỷ đây. Không biết có chỗ nào bán xuân dược hay không. Yên nhiên cùng Phượng Tỷ cười nói, tâm tư vẫn lưu ý Phương Tranh. Đôi mắt gian tà của Phương Đại Thiếu Gia liên tục quan sát trên người hai nàng, dáng dấp cực kỳ xấu xa. Yên nhiên che miệng cười khẽ, Phượng Tỷ lại trừng đôi mắt hạnh. Huy, Phương Đại Lão Gia, đéo gọt thứ gì đó, hình dạng lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải người tốt phương tranh vội trừng to mắt nói phượng tỷ lấm la lấm lét cũng là à, không à, thể trách ta à, tỷ cứ đi gọi phụ thân mẫu thân của ta đi được rồi ta hỏi ngươi mấy ngày hôm trước ngươi trong kinh thành truyền đến vị thiếu niên anh hùng một kẻ thối lui đột quyết có phải ngươi không <laughs> phượng tỷ quay biết ta lâu như vậy lẽ nào không nhận ra bản thiếu gia không những tuấn tú mà cả trí tuệ cũng đều xem trọng sao hôm nay bản thiếu gia là danh nhân trong kinh thành rồi có câu thơ như thế nào đây nhỉ? À, à, kỵ mã ý tà kiều mãn lâu hồng tụ chiêu chính là khen bản thiếu gia đó. <laughs> yên nhiên bên cạnh trừng mắt liếc hắn, che miệng cười nói. Câu thơ xác thực không sai, ý tứ cũng chuẩn xác. Là ngài làm sao? Nhưng thơ hay như vậy nên dùng nên dùng lên trên người ngài nha. <laughs> Yên nhiên còn chưa nói hết lời, nhưng Phương Tranh đã biết đoạn sau không có lời gì hay. Phương Tranh nhìn Yên nhiên thâm tình nói, Kỵ mã ý tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu, mỹ nữ dù có xinh đẹp, cũng còn thua nụ cười của Yên nhiên. Trả thêm. Hai nàng nhất thời ngạc nhiên, đây, đây là thơ sao? Phương Tranh ngạo nghễ, không sai, La về, Hai nàng nhìn nhau bật cười khúc khích không ngừng. Phương Tranh đắc ý cười. <cười> Bị tài văn của bản thiếu gia làm nghiêng ngả phải không? Hay, nếu làm nghiêng ngả thì còn không mau nằm úp sấp xuống đi. Phương Tỷ cùng yên nhiên nở nụ cười cả buổi mới yên tĩnh xuống. Phương Tỷ kinh ngạc. Nói như vậy ngươi là hoàng thượng phong làm quan ngũ phẩm. Ngươi làm quan rồi sao? Phương Tranh cười nói. Ê, đúng vậy, sau này nếu tỷ dám véo lỗ tai của ta buồn thiếu gia à sai bản quan sẽ sai người cho tỷ ăn đòn lại làm ra vẻ mặt gian tặc bổ sung đánh đòn đó hung hăng đánh nói xong phương tranh liên tục quan sát bờ mông tròn đầy của phượng tỷ mông của đàn bà thật rất mê người nếu ở trên giường đánh mông nàng là cảnh tượng khiến kẻ khác sôi sục máu huyết đến như thế nào Gương mặt vượng tỷ đỏ lên, thầm mắng một tiếng lưu manh tàn bạo nói: "Ngươi dám?" Ba người ở trong nội viện cười đùa một hồi, phượng tỷ nhìn Yên Nhiên, "Yên Nhiên muội muội, ta vừa có một số hàng mới về, còn chưa trưng bày ra ngoài, tỷ tỷ mang muội đi xem thử, thích sẽ đưa cho muội." Dù ngày thường Yên Nhiên có đoan trang thế nào, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nếu đã là nữ nhân không thể nào không hứng thú với son phấn. Yên Nhiên nghe vậy hân hoan Vậy xin đa tạ tỷ tỷ. Phượng tỷ cười. Đừng cảm tạ ta, Ngọc Như Trai có một nửa cổ phần của phu quân muội coi trọng gì cứ lấy, dùng đồ của phu quân là việc kinh thiên địa nghĩa. Phương Tranh vội cười phụ họa vừa nhấc chân hắn vừa đi theo hai nàng vào trong viện. Phượng Tỷ đưa tay cản lại. Chuyện nữ nhân, nam nhân chen vào làm gì? Thành thật ở lại đây đi. Phía trước có nữ khách, người không tiện. Ta lập tức gọi người mang sổ sách mấy ngày nay đưa tới cho người xem qua. Dù sao ngươi cũng là đại đáo bản Làm sao không chịu quan tâm gì chứ Phương tranh nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đặt mông ngồi xuống lan can Nhìn hai vị gia nhân cười khẽ rời đi Trong sổ sách liệt kê rất rõ ràng Tất cả thu chi viết rõ ràng bên trong Phương tranh mới nhìn một chút đã cảm thấy không hứng thú Phương đại thiếu gia thích đếm ngân phiếu Thích đếm bạc Nhưng không thích xem sổ sách Miễn cưỡng đặt sổ sách sang bên, con mắt nhìn chung quanh, thấy xương phòng bên trong Cửa phòng chỉ khép hờ, Phương Tranh đứng dậy vỗ nhẹ cửa phòng. "Ai, à, ở bên trong có người không?" Đợi một lúc không nghe động tĩnh, Phương Tranh lớn tiếng, "Không ai thì à, ta vào đó, à, có người đang tắm hay gì đó cũng đừng nói ta không chào hỏi trước." <laughs> Đẩy cửa vào, bên trong không có ai, xương phòng bố trí rất đơn giản, giường bằng gỗ lim, bàn vuông và chiếc ghế, ngoài ra không còn vật gì khác. Trong phòng mơ hồ có một mùi thơm ngát, mùi vị giống như là son phấn của ngọc trai, lại giống như hương vị trên thân thể nữ tử. Phương Tranh hít một hơi thật sâu, say sưa không ngớt, liền kết luận Phượng Tỷ ở trong gian phòng này. Nhẹ nhàng nắm nằm trên giường, Phương Đại Thiếu Gia đêm qua trinh phạt quá nhiều, có chút mệt mỏi, nên liền ngủ một giấc. Chiếc cối được làm từ gỗ, cứng rắn không chút thoải mái, Phương Tranh hơi nghiêng đầu, ở góc giường có một màu hồng ngạt đập vào mắt đưa tay kéo ra nhìn, đó là cái yếm của nữ nhân. Chỉ thấy màu sắc hơi đỏ tươi, bên trong theo một tập uyên ương dẫn nước, để sát mũi người, một hương thơm nữ tử xông thẳng vào khoang mũi hắn. Phương tranh hăng hắc nở nụ cười, nội y phượng tỷ cũng thật là phong phú. Có người nói nữ tử thích màu đỏ, nội tâm càng cuồng nhiệt không bị cản trở. Chuyện phòng the càng thêm vô độ. Thiếu gia đã lập trí phải giải cứu những phụ nữ chịu khổ cô đơn trong thiên hạ. Rất rõ ràng, phượng tỷ chính là đối tượng cần được ta giải cứu phương đại thiếu gia mặt mày dạng dữ đang tự y y chợt nghe phía trước cửa hàng nháo một trận lại có thêm tiếng thét chói tai của nữ nhân phá hủy trong lòng phương tranh thoáng đột bộp tiện tay bỏ luôn chiếc yếm vào trong lòng liền khua chân chạy ra ngoài về phần vì sao nhét chiếc yếm của phượng tỷ vào trong lòng nguyên nhân chính là sợ chỉ có bản thân phương đại thiếu gia mới biết được ba bước lại hai bước chạy ra ngoài trước cửa hàng một màn trước mắt làm cho phương tranh ngây dại. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đầu trâu mặt ngựa, đang sắc mặt mị mị nhìn chăm chăm yên nhiên cùng phượng tỷ, dáng dấp cực kỳ hèn mọn. Vẻ mặt phượng tỷ giận dữ không chút tỏ ra yếu kém chừng mắt nhìn nam tử. Phương tranh tiến đến, trên mặt phượng tỷ điền hiện ra sắc mặt vui mừng. Nam tử không chút lưu ý đến những vị nữ khách chung quanh đang tập trung nhìn hắn, ưỡn nhược nhìn phượng tỷ và yên nhiên cười. Hai vị tiểu mỹ nhân Nữ quyến trong nhà tại hạ có hơn 10 người Thường ngày thật không tiện ra ngoài xuất đầu độ diện Hai vị mỹ nhân sao không uh, Tạo phương tiện hạ mình đến phủ đệ Của ta giúp đám nữ quyến Xem thử hàng hóa Nếu uh, được thỏa mãn Ngày sau lại tại hạ chỉ mua son phấn của Ngọc Như Trai các người Đây chính là bút buôn bán lớn nhà uh, Lầu cát đình viên trong phủ Tại hạ rất đẹp Hai vị, nữ nhân, uh, à, à, hai vị mỹ nữ nếu có ý định Sau khi thử hàng xong Tại hạ nguyện bồi hai vị dù họa. Phương Tranh nhìn thấy tình hình không khỏi giận tí mặt. Nếu đổi lại thành ngày thường, Phương Tranh thật muốn đi tới kết bạn cùng hắn một phen. Dù sao phong cách đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng của hắn lại rất giống mình. Anh hùng trọng anh hùng, còn chuẩn xác cho Phương Đại Thiếu Gia có thể cùng hắn tụ một ổ, có thể chơi trò song long hí phượng. Nhưng hiện tại, tên hèn mọn này đang đùa dẫn chính là nữ nhân của hắn. Vậy trăm triệu cũng không thể tiếp nhận, Mẹ nó chứ, nữ nhân của lão tử chỉ để một mình lão tử đùa bỡn, vương bắt đàn từ đâu chui tới, dám xen miệng thưởng thức trong ổ của ta chứ. Sự tình còn chưa rõ ràng, phương tranh không tiện phát tác, vì vậy ngăn chặn giữa phượng tỷ đang nổi giận. Cửa tiệm không phải không cho nam nhân vào sao? Hắn chỉ tên nam tử. Vật thể nạ, lạ này là cái gì? Xuân ca? Phương tỷ tự nhiên không biết cái gì gọi là Xuân ca. Nghe vậy ủy khuất, chính do hắn cờ ngại xông vào trách ai được hắn còn muốn ta cùng yên nhiên muội muội đi tới phủ đệ của hắn nói cho gia quyến trong phủ của hắn thử hang. hiểu rõ rồi hành vi tiểu tử này cũng không ý tứ sai biệt với hành động cướp đoạt dân nữ nhà hứng tán gái của tên đầu châu mặt ngựa này bị quấy rối rất không vui vẻ con ngươi chuyển động thật tà khí lộ mũi hét lên trời nói với phương tranh à, người là ai không đầu không đôi sống giả hiểu quy củ hay không Phương Tranh nghe vậy lại càng lửa giận nhập trời. Mẹ nó chứ, dám trước mặt lão tử mà sĩ diện, không biết biệt hiệu trước đây của lão tử kêu lộc Phương Thái Tuế sao? Phương Tranh liếc mắt nhìn hắn. Ta nói này, vị hèn huynh, <laughs> Nam tử ngẩn người, ai là hèn huynh? Hả, ta thấy bề ngoài của các hạ hèn mọn, khuôn mặt dữ tợn vì vậy xưng hô các hạ là hèn huynh, không ngại chứ. Phương Tranh kiên trì giải thích, những nữ khách vây xem trong tiệm nghe vậy đều che miệng cười khẽ. Yên nhiên cùng Phượng Tỷ nhìn thấy vẻ mặt của Phương Tranh không khỏi nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Nam tử nghe vậy điền nhẩn người tiện đà giận dữ. Người còn mẹ nó. À, ăn nói cẩn thận chút, đừng trách ta không nhắc nhở người. Ta thấy ấn đường của hèn huynh biến thành màu đen, mặt như màu đất. Tất có tai ương đổ máu, không có bất ngờ gì xảy ra. Hôm nay hèn huynh về nhà, lệnh đường đại nhân rất có khả năng không nhận ra người. Phương Tranh cười tủm tỉm nói, trong lòng đắc ý không ngớt. Ta thật là giỏi quá, dùng luôn ba thành điệp ngữ điên tiếp đó nha. Vị hèn huynh kia đại khái cũng thuộc loại người ăn chơi chắc táng không thành khí. Nghe vậy giận dữ không nhịn nổi, nhấc vạt áo định xông lên đánh Phương Tranh. Nhưng khóe mắt thoáng nhìn, đã thấy bên ngoài cửa có mấy người mặc trang phục hộ viện đang sắn tay áo. Hèn huynh liền nhất thời dừng lại. Hảo hán, không ăn mệt trước mắt. Hôm nay không mang theo người giúp đỡ, đành phải tạm thời nhịn, trở lại dẫn người tới, lại xuất ra ác khí. Vì vậy hèn huynh cười nhạt mấy tiếng bắt đầu nói chuyện. Dân gian gọi hành vi này là tới sườn núi thì phải xuống lửa, thuộc loại hành vi hàm xúc biết tự lượng sức mình. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta bội phục dũng khí của ngươi, nhưng lăn lộn tại kinh thành nên tự lượng sức. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, phải xem tầm mắt. Đi khắp kinh thành hỏi thăm thử xem ai dám chọc ta. Tiểu tử, Chờ xem, người đã gặp chuyện không may lớn rồi. Phương Tranh cũng không hứng thú nghe những lời này, nên rất không vui vẻ. Tiểu tử này đùa bỡn nữ nhân của ta, còn dám uy hiếp của ta. Trước đây lão tử là thái tuế, hiện tại là bá tước cộng thêm ngũ phẩm mệnh quan triều đình. Nếu bị một tên mau đầu tiểu tử như ngươi uy hiếp, sau này còn có thể nào lăn lộn? Không được, hôm nay chết sống cũng không cho hắn an bình đuôi ra ngoài thiếu gia phong lưu như lão tử cũng có thể kiêm thêm chức ác bá cũng tốt thôi. Ác bá đương nhiên phải có những người giúp tay vẽ đường cho hưu chạy. Vì vậy Phương Tranh trừng mắt nhìn mấy hộ viện đứng ngoài cửa. Các người chết sao? Chủ mẫu bị khi dễ các người cứ đứng một bên nhìn. Hộ viện dẫn đầu ngượng nghịu đầy mặt. Thiếu gia không phải chúng tiểu nhân không muốn ra tay, nhưng do phu nhân không cho. Phu quân là thiếp không cho bọn họ động thủ, Yên nhiên kéo phương tranh qua một bên nói nhỏ. Hôm nay phu quân thân ở quan trường, nếu hôm nay động thủ chỉ sợ truyền ra làm hại đến thanh danh phu quân. Phương tranh bĩu môi nói, tổn hại cái rắm nếu ngay cả lão bà cũng không thể bảo hộ, vậy chức quan này làm có ý nghĩa gì? Yên nhiên nghe vậy trái tim ấm áp, có một nam nhân bảo vệ nàng, bảo hộ nàng không bị tổn thương, cả đời này đã đáng giá. Vui mừng thì vui mừng, nhưng yên nhiên không thể tùy tí để Phương Tranh làm chuyện điên rồi. Từ trang phục của tên nam tử có thể nhìn ra được, lai lịch của hắn không nhỏ. Hôm nay Phương Tranh chỉ là ngũ phẩm tiểu quan mới bước chân vào quan trường, vạn nhất đắc tội với người không nên đắc tội, đây chẳng phải là gây họa cho phu quân sao. Yên nhiên quýnh đen, đang định khuyên tiếp, nhưng Phương Tranh chỉ vào tên nam tử hướng đám hộ viện ngoài cửa hét lớn. Còn mẹ nó, đánh cho lão tử, đánh cho mẹ hắn túng không nhận ra. Suy nghĩ một chút, Phương Tranh nghĩ hẳn mình nên nhã nhặn một chút. Đã làm quan, gặp thời khắc này cũng nên chú ý thân phận. Chỉ ít không thể biểu hiện giống một tên lưu manh bên đường. Như vậy, rất hạ giá. Vì vậy, Phương Tranh lại sửa lời. Bị kỳ nương chi, đánh cho cả lệnh đường đại nhân cũng không nhận ra hắn. Câu này nhã nhặn hơn rồi chứ. Phương Đại Thiếu Gia thêm một lần tán thán trong lòng. <laughs> Ta đúng là còn mẹ nó tài hoa. Đám hộ viện sớm đã không kìm nén được nữa, lòng như muốn tỉ thí. Nghe được gia chủ nói, nhất thời không chút do dự đấm thẳng một quyền vào mặt. Nam tử kia kêu thả một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Ngay sau đó, chúng hộ viện loạn quyền phi cước nối gót theo sau, đánh cho tên nam tử kia hộc máu, răng cửa gãy mất hai cái nằm dạp trên mặt đất. Tự hồ ngay cả tiếng trên gì cũng không có đủ khí đực. Nhóm nữ khách trong điếm sợ tới mức hoa dung thất sắc, tiếng la hét sợ hãi vang lên từng đợt này đến đợt khác. Nhưng đám hộ vệ hung thần ác xác ngăn cản ở cửa, các nàng không dám chạy ra ngoài. Một đám người lui dần vào trong góc, hoảng sợ nhìn mấy gã hộ viện hành hung người giữa ban ngày ban mặt. Chứng kiến đánh cũng đã không sai biệt bao nhiêu, Phương Tranh phất tay, đám hộ viện thối lui sang một bên. Phương Tranh nhìn thấy bộ dáng của nam tử kia máu me nhảy nhụa, không khỏi hơi nhíu mày. Thầm nghĩ, bản thân mình có phải đã hơi quá tay rồi không thiếu gia ta là người có nhân phẩm nha sao có thể làm loại chuyện ỷ thế hiếp người này chuyện này lấy thước đo cũng cảm thấy có điểm hơi quá nhưng đám hộ viện vì muốn tỏ lòng trung tâm với phương tranh cho nên xuống tay không hề hàm hồ tuyệt đối dùng hết lực cái này thì tốt rồi gã hỗn đàn xui xẻo gần chết phương tranh bước lên phía trước trong miệng tấm tắc một tiếng ai da quá đản nhẫn sặc mũi máu tanh tạm thời đừng cử động nha. Ngồi xuống trước mặt nam tử, Phương Tranh câu mày chia hai ngón tay ra, cẩn thận cầm góc áo nam tử đó nhẹ nhàng trở cho mình, nam tử đó ngửa lên, Biểu tình của hắn giống như đang cầm một đống phân. Nam tử vẫn im thít như cũ, trên mặt sớm đã sưng phú đến mức không còn nhận ra bộ dáng ban đầu, tựa như chúng phải diện mục toàn phi cước trong truyền thuyết. Phương Tranh gật đầu khẳng định, uhm, không sai, Quả nhân ngay cả mẹ hắn cũng không thể nhận ra được hắn. Dứt lời Phương Tranh nghiêm mặt hung hăng nói. Người đâu? Đi báo quan cho ta. Tiểu tử này ban nhảy ban mặt dám chọc kẹo con cá nhà đành. Có ý đồ đánh mệnh quan triều đình. Tội đáng phải xử trảm. Một cá hộ viện trong đám người bước ra hướng Phương Tranh ôm quyền. Liền xoay người chạy thẳng đến phủ nha môn Kim Mang Thành. Gã nam tử tuy rằng bị đánh trông vô cùng thê thảm nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức. Nghe vậy khẩn trưng ngẩng đầu lên, thanh âm yếu nhược giải thích. Tạ, không có, không có. Phương Tranh không để cho hắn kịp nói hết lời, vội vàng đem đầu hắn hung hăng đè xuống mặt đất quát lớn. Cả mẹ, không tới lượt ngươi mở miệng nói chuyện. Cẩn thận, lão tử biến ngươi thành tử thi luôn. Lần này dùng sức quá mạnh mẽ, rốt cuộc nam tử đã bất tỉnh trước mặt bao người. Phương Tranh ngơ ngác nhìn bàn tay mình một chốc, ngạc nhiên không thôi. Thân sử nam cùng phi sử nam thực sự là có khác biệt rất lớn nha. Hay là tối hôm qua bản thân ta trong lúc vô tình đã luyện được thái âm bổ dương trong truyền thuyết. Lúc này Phượng Thị cùng yên nhiên đã tiến lại gần. Yên nhiên lo lắng. Phu quân, làm lớn chuyện đều có gây thêm phiền toái không? Phương Tranh không thèm quan tâm. Yên tâm, có thể gặp thêm phiền toái gì? Chuyện này chúng ta làm đúng theo lý lẽ mà. Rất lời gã gọi hai gã hộ viện sang một bên, lệnh cho bọn hắn đưa Yên Nhiên hồi phủ trước. Yên Nhiên khăng khăng lắc đầu. Không, thế muốn ở lại đây cùng với phu quân. Phương tỷ bên cạnh cũng gật đầu, tỏ thái độ nàng cũng muốn ở lại cùng Phương Tranh gặp quan. Phương Tranh nóng nảy. Các nàng ở lại đây làm gì? Chuyện này cũng không phải bình thường nha. Một ngày nào đó người ta cướp lão bà của ta, thì làm sao bây giờ? Ta không cao hứng đâu. Phương Tỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Đến lúc này rồi còn ba hoa, chuyện này xảy ra trong điểm của ta. Ta người làm trưởng quỹ, không đủ tư cách ở lại hay sao? Phương Tranh bất đắc dĩ. Được, các nàng muốn ở lại thì cũng được, bất quá ta phải nhắc nhở các nàng một chút. Lên trong đường các nàng đừng sợ hãi. Nếu hai người sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn, đầu gối vô lực, cái gì cũng khai, vậy thì hỏng hết chuyện, không bằng quay trở về nhà thì tốt hơn. Phương Tỷ cả giận đi đâu chúng ta đường đường chính chính chưa từng làm qua việc trái lương tâm cũng không có trêu trọc đến ai ngươi cho rằng chúng ta cũng giống như ngươi hay sao trong bụng toàn ý tưởng bất chính yên nhiên nhịn không được dù sao phượng tỷ cũng đang nói phu quân của nàng nghe vậy nàng liền tôi kéo ống tay áo phượng tỷ muốn nói gì nhưng lại thôi phượng tỷ vui vẻ ồ mọi bậy đau lòng rồi sao không muốn chứng kiến phu quân bị mắng tiểu tử này thực sự là có phúc khí nha người có nương tử như nàng mọi chuyện ủy khuất gì đều không gặp phải <laughs> ba người không coi ai ra gì đứng trước cửa hàng chọc kẹo lẫn nhau trên mặt đất cạnh đó có một gã nam tử nằm im bất động toàn thân máu me nhảy nhụa không khí chung quanh có vẻ rất tà dị sau khoảng hai nén hương thời gian rốt cục quan trông sai của nha phủ kim lăng cũng đã tới tổng cộng có ba người đến đây trong đó có một gã nam tử tay cầm phát đao cùng xích sắt thân mặc quan phục bổ đầu vừa đi quát dẹp đường dân chúng vây kín chung quanh. Bước đến gần nam tử nằm sấp trên mặt đất, nhấc tay thăm dò nhịp thở, xác định người này còn chưa chết, nhận đầu nhìn ba người phương tranh cao mày hỏi. Ở đây xảy ra chuyện gì? Dứt lời hắn liền nhây dại, một vị nam, hai nữ trước mắt, nam thì không nói, nhưng nhan sắc hai vị nữ tử này tựa như hoa dung nguyệt mạo, diễm quang bức người. Nhiều năm hành tẩu trong kim lăng thành, cũng chưa từng thấy qua nữ tử nào có dung mạo xinh đẹp như vậy. Chứng kiến gã bộ đầu biểu tình mê gái, ánh mắt nhìn chăm chăm yên nhiên cùng Phượng Tỷ, trong lòng Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy không được thoải mái. Tại sao người cổ đại nhìn thấy nữ tử đều là một bộ dáng thiếu đạo đức như thế? Bởi vậy có thể thấy được tinh thần văn minh trong xã hội quá mức thất bại nha. Quay đầu lại phải đề tỉnh một câu cho hoàng đế lão gia tử mới được. Bất mãn hừ một tiếng, Phương Tranh nói. à? Nói người đó, mau chóng hoàn hồn đại đi. Gã bộ đầu bị người ta quấy dày nhà hứng thưởng thức mỹ nhân, tâm tư rất bất mãn. Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, hướng về phía phương tranh, ác thanh nói. Người bị thương nằm trên mặt đất là do người làm. Phương tranh trợn mắt. Càn rỡ, người nói chuyện như thế cùng mệnh quan triều đình sao? Thái độ gì đây? Có hiểu thế nào là chấp pháp nghiêm minh hay không? Gã bộ đầu nghe được, tinh thần không khỏi hoảng hốt, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ. Làm chức quan bộ đầu trong kinh thành đều không được tốt lắm. Một cạnh nệ trúng 10 người, có 9 người là đại thần trong triều. Nhìn tình hình này, vị nam tử trẻ tuổi trước mắt sợ là đang đắc tội không nổi. Phòng trưng không phải đại quan thì cũng là cậu ấm vương tôn quý tộc. Hắn chỉ là một bộ đầu nho nhỏ, mấy cái đầu mà dám đắc tội với đám vương tông quý tộc trong kinh thành. Suy nghĩ một hồi, gã lập tức sửa lại ngữ khí. À, vị công tử này, à, vị đại quan này, dám hỏi ngài họ. Phương Tranh kêu căng, bổn quan phải nói cho ngươi biết sao? Ngươi là quan mấy phẩm hả? Bộ đầu mỉm cười, hồi bẩm đại nhân, hạ quan, hồi bẩm đại nhân, hạ quan đầu bộ đầu của phủ nha tại phủ thành Kim Lăng, quan bác phẩm. Phương Tranh dùng miệng lưỡi quan lại nói, ngươi là bộ đầu quản lý trật tự công cộng, Vậy ngươi có biết cái gì gọi là thương dân như con hay không? Cái gì gọi là chấp pháp như Sơn? Ngươi ngay cả trình tự phá án còn không phân biệt được hay sao? Ngươi đến đây. Mà không. Một, phong tỏa hiện trường. Hai, không cho người chăm sóc nghi phạm. Lại gặng hỏi một người không quan hệ cùng với chuyện này. Đồ ngu đần như thế. Ta xem ngươi không muốn làm bổ đầu nữa phải không? Bổ đầu nghe vậy nhất thời đổ mồ hôi Đạnh sợ hãi. À, dạ dạ, hạ quan biết tội. Hạ quan đáng chết nói xong phân phó cho thủ hạ chính là bổ khoái nhanh chóng tiến lên đạt đám người đứng xem náo nhiệt ở chung quanh lại khom lưng ngồi xuống cẩn thận thăm dò thương thế trên người nam tử mọi chuyện được tiến hành đâu vào đấy phương tranh quan sát tình hình này cũng thỏa mãn gật đầu người ta nói nhìn quan thì phải nhìn phẩm vị lời này đúng không phải là giả bộ đầu tất bật nửa ngày mọi việc đều được xử lý gọn gàng không sai biệt lắm Lúc này mới nghĩ đến bản thân mình đã quên không hỏi vị đại nhân trẻ tuổi này tên họ là gì, làm quan chức gì trong triều đình, không quan tâm tức vị cao bao nhiêu, dù sao cũng phải có một danh hào chứ. Vì thế hắn bước tới trước mặt Phương Tranh cười bồi, dám hỏi, cao danh quý tánh của vị đại nhân này, phủ đệ nha môn ở đâu, hạ quan phải làm tròn trách nhiệm, không thể không hỏi, xin đại nhân lượng thứ. Phương Tranh hừ mũi một tiếng ngẩng đầu lên, được rồi bổn quan họ phương về phần nha môn ở đâu ừ. chuyện này là cơ mật không thể tiết lộ cho người biết dù sao cũng lớn hơn với người lấy tính tình của phương đại thiếu gia gặp người có chức quan nhỏ hơn so với hắn làm sao có thể không tát ra khí thế bá Phương, khoe khoang một phen nhưng sự thực là hắn không thể nói mình đang làm việc tại nha môn phủ đệ nào hữu tán thường thị không có nha môn không có thực quyền đi theo bên hoàng đế kiếm cơm qua ngày mà thôi chức vụ này rất mơ hồ Phương Đại Thiếu Gia sợ sau khi nói ra, vị bộ đầu này nghe không hiểu. Hắn nghe không hiểu chỉ là việc nhỏ, nhưng bản thân mình mất mặt mới là đại sự. Bộ đầu này thấy Phương Tranh không chịu tiết lộ chân tướng, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng lại cảm thấy vô cùng khó xử. Nghe khẩu khí người này, lai lịch của hắn tuyệt đối không nhỏ, vì thế bộ đầu ngập ngừng. Ở chuyện này, hạ quan tả gan tiếp tục hỏi một câu, đại nhân có biết là người nào đã báo quan không? Phương Tranh đắc ý giơ ngón tay cái lên chỉ vào mình cười. Bổn quan báo. nhiệt tình vì lợi ích chung, thiết triện vô tư, chỉ có bao nhiêu đó mới có thể hình dung được bổn thiếu gia mà thôi. <laughs> Đại nhân đã từng nhìn thấy hung thủ đánh người này. Phương Tranh gái đầu khẳng định, nhìn thấy. Bồ đầu nghe vậy mừng rỡ. ở đâu? Kẻ hành hung đánh người ở đâu? Phương Tranh dùng ngón tay cái chỉ vào mình. Ở chỗ này. Hả? À. Bộ đầu cùng hai gã bộ khoái đều trợn mắt há hốc mồm. Bộ đầu cẩn thận hỏi. Ý của đại nhân là ngài chính là người đánh hắn thành bộ dạng này. Phương Tranh bất mãn. Người bị lãng tài hay sao? Không phải bổn quan đã thừa nhận rồi đó thôi. Gã bộ đầu xoa xoa chán đau mồ hôi, nhịn không được nặng nề thở dài một hơi. Hiện tại hắn đã bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao đi tới chỗ này. Làm quan sai nhiều năm, hắn còn chưa từng thấy qua vị đại quan triều đình nào dám nhận đánh người trên phố Đánh thì đánh, lại còn tỏ ra vinh váo đắc ý, đứng nguyên tại đương trường không đi. Đây không phải là trắng trận khiêu khích với quyền uy của nha môn công sai hay sao? Nhưng là người ta là mệnh quan triều đình, khiêu khích thì thế nào? Bắt cũng không dám bắt, thả lại càng không dám thả. Trong lúc này vị bộ đầu đang loạn thành một mớ bỏng bong, không biết nên làm thế nào cho phải. Vị bộ đầu về mặt đau khổ, ở phương đại nhân chuyện này nên làm thế nào? Phương tranh trừng mắt. Người là người phá án Lại đi hỏi ta nên làm thế nào bây giờ Đột nhiên biểu tình của Phương Tranh lại tựa chỉ hận Là không thể rèn sắt thành thép Nghiêm mặt Không làm tròn bổn phận Vô năng Thiếu nợ thì trả tiền Giết người thì đền mạng Chuyện này là một việc kinh thiên địa nghĩa Đánh người đương nhiên Phải bắt về nha môn tra khảo Hỏi khẩu cung Rồi bắt ký tên điểm chỉ Sau đó ném vào đại lao Nên bồi thường tiền thì bồi thường tiền Nên ngồi đại đao thì ngồi đại đao. Chuyện này còn phải bắt ta dạy cho người hay sao? Người làm thế nào có thể lên được vị trí bộ đầu này? Dân chúng đứng xem náo nhiệt chung quanh, nghe được những lời hiên ngang lẫm điệt của Phương Tranh, mọi người trầm trồ vỗ tay khen ngợi. Mọi người cũng không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng Phương đại thiếu gia nói mấy câu đó, bọn họ nghe rất lọt tai. Trong lúc nhất thời hiện trường náo nhiệt vô cùng, Phương Tranh đắc ý không thôi, cột nhà hướng mọi người chắp tay đà tạ. Phượng tỷ cùng yên nhiên một bên sớm đã bật cười thành tiếng. Người này sao lại có thể điêu ngoa như thế? Chẳng lẽ hắn đã quên chính mình mới là hung thủ đánh người sao? Vị bộ đầu kia tựa như sắp khóc đến nơi, không nên đùa bỡn như vậy đấy chứ. Vị đại nhân này phải chăng đầu óc có vấn đề, làm sao phá án đương nhiên không cần phải dạy ta. Nhưng làm như theo lời ngươi nói, nếu muốn bắt người thì người đó chính là người à. Không quản ai đúng ai sai, ta dám bắt người sao, ta bắt ngươi, sau này còn có thể sống một cuộc sống yên ổn sao? Suy nghĩ thật đâu vị bổ đầu nhịn không được bắt đầu suy đoán đung tung. Vị đại nhân này, phải chăng đang cố tình nói ngược lại hay sao? Các vị đại nhân nói chuyện vẫn thường cao thâm bí hiểm, thật khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Bộ đầu do dự một thoáng nhìn qua bách tính vây xem đang hướng phương tranh ca tụng công đức. Trang diện dần dần mất đi khống chế, bộ đầu càng nóng nảy, tăng thêm lòng can đảm, lên tiếng nhỏ giọng. Ý tứ của đại nhân chẳng lẽ là muốn hạ quan bắt ngài và phủ nha? Phương Tranh trừng mắt nói, ngươi dám? Chợt nháy mắt, Phương Tranh bỗng nhân tỉnh ngộ, vừa rồi không phải ta nói là ra ý tứ đó sao? À nhà, chỉ đổ thừa bản thân ta ghét ác như cửu quá mức, không nghĩ ra đem mình lôi luôn vào. Phương Tranh vẫn nộ hư một tiếng, bản quan tự mình đi, không cần bị người bắt. Bộ đầu nghe vậy quá đỗi vui mừng, chỉ cần thuận lợi cung cung kính kính đưa vị đại gia này mời đến phủ nha, chuyện còn lại không liên quan gì tới hắn nữa, là nhốt là tha, thì để cho phủ doãn trần đại nhân đau đầu. Bàn bộ đầu sau này nhìn thấy có vị đại gia trước mắt thì đi đường vòng, có xa bao nhiêu thì tránh mấy xa. Đầu năm nay lại không có hoạt động tiêu khiển gì, thật vất vả mới có được chàng náo nhiệt để xem. Bách tính vây xem sao chịu bỏ qua, Kết quả là bộ đầu nắm lấy đai đưng đi phía trước, hai gã bổ khoái dìu lấy nam tử thụ thương, phương tranh cùng nhị nữ đi theo. Phía sau bọn họ là bách tính đang chờ xem náo nhiệt, một đám người cao hứng tưng bừng tiêu sái đi thẳng đến chỗ kim lăng phủ nha. Trên đường đi đã gia nhập những bách tính có lòng hiếu tì cường liệt, tựa như con rắn tham ăn trong game điện thoại di động. Đội ngũ đi xem náo nhiệt càng lúc càng dài, trên mặt mỗi người đều hiện ra dáng vẻ tươi cười giống như sắp ăn Tết phía bắc thành kim năng giống như đang chìm trong một mảnh hải dương sung sướng. Phương Tranh đi phía trước, đắc ý liên tục phất tay hỏi thăm bách tính bên đường. Trong lòng sung sướng không cách nào hình dung, tình cảnh này làm cho kẻ khác cảm động cỡ nào. Thanh quan trình diễn trên TV có phải cũng được bách tính yêu kính đi theo như thế? Phương Đại Thiếu Gia trong cơn đắc ý tựa hồ đã quên, lúc này thân phận của hắn chính là hung thủ hành hung người khác, mà bách tính chỉ xem náo nhiệt, thực sự không hề có nửa điểm quan hệ đến mấy từ kính yêu hay theo hầu gì cả. Yên nhiên cùng Phượng Tỷ vẫn chuyên tâm đi theo phía sau Phương Tranh. Hai nàng dùng đụa mỏng che khuất khuôn mặt. Thấy Phương Tranh trong đám người không ngừng khoe khoang đắc ý, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang nơi khác. Đi nhanh, làm bộ không nhận ra Phương Tranh. Trong lòng bổ đầu sắp khổ tới mức thiếu chút nữa bật khóc ra, nhìn hắn phô trương như vậy. Người không biết còn tưởng rằng Kinh Thành đang làm lễ mừng long trọng gì đó. Vị đại nhân này không biết quan vị ra sao, nhưng bản lĩnh gây sự của hắn khẳng định là không nhỏ. Nhiều bách tính tụ tập chung một chỗ như vậy, việc này nếu có chỗ nào xử lý không thích hợp có thể kích khởi dân biến hay không, Bộ đầu bắt đầu lo lắng, do dự có nên thỉnh quân sư Kim Ngô Vệ đến tọa trấn hay không. Chuyển nhiệm vừa nghĩ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ cần đưa người đến tới công đường, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Đến lúc đó, dù cho những bách tính này tạo phản thì cũng là trách nhiệm của phụ doãn Trần Đại Nhân mà thôi. Kim Lăng Phủ nằm ở phía đường cái phía đông, ngay giữa chính vị trí Kim Lăng Thành. Hôm nay tâm tình của Trần Đại Nhân thực sự không tệ, Tiểu thiếp phòng thứ 17 của hắn tối qua chỉ vào con chun nhỏ mềm nhũn của hắn, vẻ mặt sùng bái tán dương. Hay, thật lớn a? À. Nam nhân đều thích nghe những lời này, tựa như nữ nhân đều thích nghe lời người ta khen mình đẹp. Mặc kệ có phải hay không, được người tán thưởng cũng không phải là một chuyện sống. Đương nhiên, cuối cùng tiểu thiếp của hắn toàn nói một câu. Hay, thật nhanh a. À. Nhưng lời này đương nhiên là không bị hắn nghe thấy, Nam nhân nào cũng có tâm hư vinh, loại tâm tình hư vinh này chủ yếu xông ra từ hai phương diện. Một là chuyện phòng the, hai là chuyện quyền thế. Trần Đại Nhân nghĩ ở hai phương diện này bản thân mình đều đã chiếm được sự thỏa mãn thật lớn. Hắn mới 40 tuổi, đã là quan viên tứ phẩm của triều đình, nắm giữ quyền trị an to của kinh thành Hoa Triều. Hơn nữa, tiểu thiếp của hắn rất thích ngón giữa trên bàn tay phải của hắn. Rất nhanh Trần Đại Nhân đã không còn vui vẻ nổi Nhìn Phương Đại Thiếu Gia đang đứng thật tiêu sái trên công đường cùng người bị thương nằm trên mặt đất giống như người chết. Còn đó bách tính xem bên ngoài công đường giống như nước thủy triều quần cuộn tràn tới. Trần Đại Nhân cảm thấy mình giống như vừa nuốt sống một con ruồi, vô cùng khó chịu. Vì sao ta lại phải đụng đoại sự tình này? Về mặt Trần Đại Nhân cầu xin, mang theo một loại cảm giác như muốn chết. Hai vị đương sự hắn đều nhận ra. Phương tranh chính là Trung Dũng Bá vừa nhận chức, ngũ phẩm tán kỵ thường thị trần đại nhân miễn cưỡng cũng tính như quan đến trong triều mỗi ngày đều được dự triều tự nhiên từng nhìn qua phong thái lên chiều muộn của phương đại thiếu gia thậm chí ngày hôm qua hắn còn đi theo một đám quan to trong triều đến phương phủ tặng lễ làm quen làm sao không nhận ra hắn về phần vị nhân huynh nằm trên mặt đất nửa sống nửa chết trần đại nhân lại càng quen thuộc hơn người này không phải ai khác chính là con trai đại bộ thượng thư kiêm thái sư thái tử phan nguyên thọ đùa giỡn phụ nữ, ức hiếp thương hộ, hiệu lệnh Bắc Thành, không ai dám kháng lệnh nên được người ta tống cho một biệt hiệu là Phan Bán Thành. Một người là ngôi sao mới nổi trong quan trường, một người là con trai trọng thần. Trần Đại Nhân nhìn tới nhìn đuôi, mấp máy môi, trong miệng tràn đầy khổ sát. Hai bên không đắc tội được ai, vậy nên làm thế nào mới tốt? Phương Tranh nhìn chăm chăm từng cử động của Trần Đại Nhân, trong lòng không khỏi cười nhạt. Vị Trần Đại Nhân này đại khái chính là vị thu tiền mà không làm việc ngày trước. Nghe Tiểu Ngũ có nhắc qua với hắn, Phương Tranh bị ngô công tử đánh ngã rơi xuống Quỳnh Hoa Lâu hôn mê bất tỉnh. Phương Lão Gia đi cáo trạng còn đưa lên không ít bạc, đầu gối cũng quỳ đến sưng đen. Kết quả vì Trần Đại Nhân này thu bạc nhưng lại không làm được việc gì. Trước đây Phương Gia không có người trong triều, kẻ làm quan nói khi dễ điển khi dễ. Nhưng nay đã khác hẳn, Hiện tại thiếu gia đang làm quan, muốn nhìn xem ngươi xử trí thế nào. Trần Đại Nhân nhìn Phương Tranh, lại nhìn Phan Đào, lần thứ hai thở dài nặng nề hô nhẹ một tiếng lắp bắp. <laughs> Hôm nay thân thể bản quan, thân thể không khỏe, nếu không ngày khác chúng ta... Phương Tranh không chút khách khí cắt đứt lời hắn. Trần Đại Nhân, điều này thì không được. Ngài đang ngồi trên công đường, dù sao cũng cần phải giải quyết vụ án này đi chứ phương tranh chỉ là quan viên vũ phẩm tràn đại nhân so với hắn còn lớn hơn một tấc lẽ ra trước mặt phương tranh phải là lễ hành cấp của cấp dưới nhưng quan trường không đơn thuần chỉ so chức quan lớn hay nhỏ mọi người đều biết vị trí kim lăng phủ doãn này là một vị xấu hổ bị khinh bỉ nó cho cùng duy trì trật tự kinh thành nhưng khắp kinh thành đều là trọng thần triều đình vương hầu huân húy một vị quan viên tứ phẩm nho nhỏ làm sao quản được đến ai phương tranh thì khác Tuy nói hiện giờ hắn chỉ là một quan viên mũ phẩm, chỉ là một chức xuông, nhưng người ta lại ở bên cạnh thiên tử, việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đơn giản cũng có thể báo được lên. Và nhất hắn khó chịu tùy tiện kè tai nói nhỏ trước mặt hoàng thượng, thì đầu của Trần Đại Nhân còn giữ được không? Cho nên mặc dù Phương Tranh mới nói ra không chút khách khí, Trần Đại Nhân cũng nghĩ đương nhiên, không chút nào nghĩ rằng hắn hỗn láo. Phương Tranh đúng là nhìn thấu kế hoãn binh của hắn, trong lòng trần đại nhân than thở một tiếng việc phá án dù sao cũng phải nhận lấy. dù sao hắn phán ai thua ai thắng tất nhiên sẽ đắc tội đối phương cùng chuyện hôm nay sợ là không tốt đẹp lần thứ hai ho một tiếng vì trần đại nhân giả vờ uy nghiêm <laughs> hai vị ai là nguyên cáo lúc này phan đào đã tỉnh lại nghe vậy bất chấp sự đau đớn đầy người dãy dụa dơ tay phương tranh cùng phan đào hai người đồng thời nói ta. Trần Đại Nhân nhận người còn chưa nói, Phương Tranh dùng ánh mắt âm trầm trừng Phan Đào. Người xác định người là Nguyên Táo. Phan Đào vô ý thức co rụt cổ lại, vết thương trên người lại bắt đầu đau nhức. Thấy Phan Đầu co rụt trở lại, Phương Tranh thỏa mãn gật đầu. Trần Đại Nhân, Nguyên Táo là ta, tiểu tử này đã bị cáo. Trần Đại Nhân, cáo trạng chuyện gì? Phương Tranh tựa như nhất nộ trùng quan điền tố trạng. Trần Đại Nhân, Thứ nhất ta cáo trạng tiểu tử này ban ngày ban mặt đùa dẫn phụ nữ đào hoàng, trong đó có một người chính là đạo bà của ta. Thứ hai, cáo tiểu tử này có ý đồ mưu phản. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường chấn kinh. Dù Phương Tỷ cùng yên nhiên, đang đứng một bên cũng phải dùng ánh mắt khó tin nhìn chăm trăm Phương Tranh. À, Trần Đại Nhân đang ngồi trên công đường, chúng nhà dịch đứng bên dưới cùng với bách tính bên ngoài đồng loạt nhảy dại. À, người, người thối lắm! Chuyện này can hệ đến tính mạng, Phan Đào không còn sợ nữa, mưu phản, tội lớn chu di cửu tộc nha. Phương Tranh chụp cây mũ lớn như vậy lên đầu của hắn, nếu hắn không giải thích vạn nhất phải chịu tội danh, ai biết mạng nhỏ của hắn toàn giữ được không. Trần Đại Nhân kinh ngạc đến ngây người cũng đang khôi phục đại tinh thần, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này náo lớn, đùa dẫn phụ nữ còn dễ nói, mưu phản là chuyện gì xảy ra. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng Tên trung tử ăn chơi chắc táng như Phan Đào chỉ biết hỗn ăn chờ chết, lại có gan mưu phản. À, à, Phương đại nhân, bản toan nhắc nhở ngươi, mọi việc đều phải có chứng cứ, không phải tùy tiện cho người vu cáo. Lời của Trần đại nhân có chút nóng này, dưới sự thẩm lý của hắn lại có án mưu phản. Việc này nếu bị Hoàng thượng biết được, đầu hắn có giữ được hay không đã khó nói. Mũ cánh tuôn xác định sẽ lập tức mất ngay. Phương Tranh bình tĩnh. Ta đương nhiên có chứng cứ. Hắn tùm tìm cười nhìn Phan Đào. Vừa rồi ngươi trong tiệm xong vẫn đã nói gì? Sẽ không quên chứ? Phan Đào ngạnh cứng nói. Ta, ta nói gì chứ? Phương Tranh bỗng nhiên lạnh băng. Người khắp kinh thành không một ai dám trêu chọc ngươi. Lời này là ngươi nói phải không? Đừng có chối, ở đây có rất nhiều người. Tuy tiên kéo một người cũng có thể để làm chứng. Phan Đào cúi đầu suy tư một lúc, hình như xác nhận mình đang nói qua câu đó, nhưng đây chỉ là một câu độc địa lúc tức giận, tựa như hai người cãi nhau, thì có một người chỉ vào mũi đối phương chỉ mắng, còn mẹ 18 đời tổ tông nhà ngươi mà thôi. Những lời này căn bản không có bất luận ý nghĩa gì, ai cũng biết đó là chuyện không đáng là gì. Lời này đúng là tao nói, vậy thế nào? Phan Đào không chút lưu ý, còn nghĩ rằng hắn có thể xuất ra căn cứ chính xác, nguyên lai chỉ có một câu nói mà thôi. Phương Tranh cười nhạt, <cười> người đã thừa nhận vậy là tốt. Trần Đại Nhân, ngươi nói một chút tiểu tử này nói ra lời này có tính là đại nghịch bất đạo hay không? Trần Đại Nhân vuốt ve tròm dâu. Ờ, à, cái này... Nghiêm ngặt mà nói, những lời này chẳng có bao nhiêu nghiêm trọng. Rất nhiều công tử ăn chơi trác táng trong kinh thành lúc ức hiếp lương dân đều nói qua. Nếu thật muốn truy cứu, cả triều đại thần không phải đều đã bị tuyệt hậu sao? Phương tranh chậm rãi. Mọi người đều biết kinh thành thì là thành thị của thiên tử, trong thiên hạ là vương thổ của ngài, khắp cảnh nội không ai bằng. Ý tứ những lời này hẳn tác vị đều rõ, tiểu tử này nói khắp kinh thành không ai dám chọc hắn, thử hỏi hắn có từng đặt thánh thượng vào trong mắt. Tất cả mọi người đều biết thánh thượng lão nhân gia đang trong kinh thành, theo như lời tiểu tử này chẳng phải cả thánh thượng cũng không dám chọc đến hắn sao. Lời này mà hắn cũng dám nói ra, vậy không phải mưu phản thì là cái gì. Trần Đại Nhân, người nên làm việc theo lẽ công bằng đi. Ở Đại Nhân tạo ăn uống, Phan Đào nóng này, hắn làm sao ngờ được người tự xưng là mệnh quan triều đình này lại vô sỉ như vậy. Một câu nói tầm thường cũng có thể gán tội, đây đúng là muốn mạng của hắn. Trần Đại Nhân vỗ chán rên rỉ một tiếng, mọi việc hôm nay đúng là không thích hợp chút nào. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.